Mỹ vô địch á? Mỹ thua bố rồi còn vô địch. Chung là vào tầm này là khó rồi. Hết vòng bảng rồi, các đội nó đá không bịp nữa rồi. Nào, mở gói đó. Cái sự kiện spin này thì nó xả là 160 BP, 160 tỷ BP anh em ạ. Sự kiện này thì nó là như vậy. Một vòng nữa để anh em mình có cái góc nhìn tiệm cận hơn. Icon Brazil là Zazo béo luôn này. Zazo béo luôn này. Mà đấy. Qua đường hầm là á ngon rồi. Đéo quà. Socrates biết ngay. Icon Brazil toàn ra ông này. Buồn vãi. Socrates bên FIFA truyền thống là một trong những icon rất khỏe nhưng mà thăng bằng kém. Thì bên này nó lại chỉ số sức mạnh của cụ chỉ hơn mỗi Del Piero quá thấp. Thử vận may với Icon Brazil đã thất bại. Quả này mở ra CR7 trăm tỏi là đẹp. Xịt khói. Ôi thật sao rồi, không xịt. Bentancur phôi rồi các thầy. Anh em nào xây team Tottenham không nhỉ? Cho nó vậy dùng được là được. Cái gói này tôi cũng không hy vọng. Nếu mà cực kỳ lộc lá thì có thể ra được là Pedro Goncalves. Tôi thích con đấy. Vinh nhất là xịn nhất gói này. Ui giời ơi. Đang xem Hà Lan đá thì lại mở ra Malen. À, min chứ, quả đấy min. Min đấy mà ra hậu vệ dùng được. Ra tiền đạo thì bây giờ gần như không ai xài. Gói này mà ra LH thì dễ ra hàng ngon hơn. Rồi. Ôi CB à? PP. Vẫn min option. Min option nhưng mà bán được. PP này tôi nhớ là bán được. Sự kiện này có vẻ phèo ấy nhỉ? Mở đen lắm thì mới ấy thôi, mới xuống đến 107 mà 107 Rijkaard, Beckham, Balak, Gullit thì vẫn ok. Cũng được. Nào, dô béo rồi, cờ Brazil phát là bú luôn à. Ui Hà Lan, CF rồi, Gullit rồi. Hả? Cái này mẹ. Cờ Hà Lan CF nha. Có Johan Cruyff, Gullit với lại Bergkamp thì để ra Bergkamp rồi nhỉ. Lại ra Bergkamp. Bergkamp mùa này khá là khét nha. Được nâng cấp khá nhiều. Về chỉ số ẩn với các thứ, chỉ số thành phần cũng được. Nhưng mà mình vẫn thích Gullit hơn. Bergkamp mùa này 6 chỉ số ẩn. Tôi nhớ là con Bergkamp này là một con khá là ngon. Chỉ số thành phần đẹp luôn nhá. Chỉ số ẩn đẹp luôn. Tính ra bây giờ anh em mà đi săn hàng LN cộng 5 về đá được ấy chứ. Thua top 30 mà anh tôi. Top 30 icon lấy đâu ra mà ngon hơn gói này được. Top 30 icon nó xuống đến 25 tỏi. Sao mà ngon hơn gói này. Gói này lèo bèo cũng 50. Muốn bán được ngay. Vậy là mở đây. Gói này ra Napri là bú này. Napri là bú này. Lên hàng nào. Ui lại Tây Ban Nha, CB Ramos. Ui suốt ngày mở ra Ramos gói này anh em ơi. Mở rất nhiều lần nhá, lần nào cũng ra Ramos à, ám vãi. Đến mức mà nhìn thấy cờ Tây Ban Nha là biết ai rồi. Dâu dài, đẹp trai, nhưng mà éo bán được. Tôi nhớ là Ramos không bán được. À bán được, ô bán được.
Nào 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 nào. Italia, LB, Spinazzola. Hả? Ấy mà nó ra Spinazzola thì mẹ nó bú mạnh luôn, nó bú mạnh luôn không ạ? À, nào mở này mở này mở này mở này. Mở này mở này mở này mở này mở này mở này. Mở đâu mở đâu mở đâu mở đâu. Benzema là cờ Pháp. Ui, bỉ à. Ui, ăn cứt rồi. À không, ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Má, à, tôi lại cứ tưởng là nó ra cái thằng mẹ Meunier ngon. Meunier ngon. Mình nhớ nhầm, mình nhớ nhầm. Mình nhớ nhầm. Ra Meunier, ngon, ngon. Sorry anh em. Ngáo quá. Ngáo quá, ngáo quá. Đá Munie thì ngon rồi, con này đá CDM được. Chỉ số này đá RB phí. Con này CDM ngon, cao 1m9. Hai cầu thủ được chấm điểm cao nhất của tuyển Bỉ ở trận cuối cùng, đó là Munie và Kevin. Thế là đẹp rồi. Rồi bây giờ mở nha, mở này. Icon Brazil này. Lúc nãy ra Socrates. Gói này chỉ cần đi qua đường hầm là đã ngon rồi. Chỉ sợ nó không qua hầm thôi. Mẹ, qua hầm lại còn ST nữa thì ồ trời ơi, Garincha. Garincha 17 tỏi đấy à. Ít nhỉ. Gói này qua hầm đã là tốt rồi. Nguyễn Thành Huy đã phang 30 sao vào mặt sếp. Hello sếp. Ô, vừa ghi bàn này. Vừa ghi bàn này anh em. Alevlin vừa ghi bàn, ảo thật. Được cái phôi. Ở 92 mở trong vánh nữa. Không cần phải hô gọi hô hú hay là làm cái gì. Ôi lại ngon ơi. Không, bộ éo ngon này nhỉ. Nó éo ngon, tóm lại là nó được chục tỷ thôi. Lại được con phôi thôi. Ừ, cũng ngon hơn cái thằng Malen lúc nãy một tí. 96 à. 96 à. MC Argentina. Ủa. Mà chè xín rồi. Con chó này ám mà. Rồi ơi. Lúc nãy gói này còn mở ra PP. Còn bán được. Tính đến giờ là mở thối hơn nick của Tuấn Anh. Mở ra mấy con xài được ấy, hộ thầy cái. Argentina. Messi. Min man, lại min option rồi. Messi thì vẫn không ăn thua lắm, Messi cộng 8, thể chất có 87. Thể chất Messi mùa này quá xèo. Cúi bắp. Nào, mở chữ vật nhá. Chữ vật nhá. Vật này, ST Brazil à. Ngon, có đô lết các thế. Cơ bờ. Mở xong có đá ranh không xếp chữ e thấy có GK là chuẩn kênh rồi ạ. À. Bình GK chúc mừng bạn đã trúng một audio book miễn phí của BMV Anh Quân. Cái lùm mé, mẹ bảo đừng có mở ra bát ten. Mẹ ghét thằng nào nó cho thằng đấy ạ. Thằng này đá cái đéo gì. Đừng ra rô béo, nó mới ra rô béo à. Okay. Nào. Anh em niệm cho tôi gói này. Tôi gỡ phát chứ. Không thì tôi phải lồi mắt rồi. Gỡ. Tiếp tục là chữ vật nha. Vật. Italia. Con nào ấy? Insigne à? Insigne. Cái thể loại năm mấy cân rồi đá cái đéo gì. Ui, con này mà FIFA truyền thống. Nó là cái loại đỉnh của chóp. Nghe không ạ?
Con này FIFA truyền thống là đỉnh của chóp. Nhưng mà FIFA này thì lại là một con không dùng được. Tôi để chật hòa nó làm video. Đây gói cuối. Gói cuối nào. Ủ lại đi. Gói vừa rồi được gói Insigne thì coi như là gỡ. Coi như là gỡ đúng không? Đấy, Insigne cứ để bán giá phôi thì cũng phải được 140 rồi. Coi như là gỡ rồi. Quả cuối xếp tin em chữ 1 đây. Tin em nhưng mà bây giờ 10 sao có tin được không? Quốc Long đã pha 10 sao vào mặt xếp. Quả thẻ cuối xếp tin em chữ 1. Phôi 115 thì ít nhất phải được 60 gói này. 50 sao à? À 50 sao đáng tin hơn rồi. 50 sao bắt đầu thấy đáng tin hơn rồi. Chữ 1 gì? Quốc Long đã pha 50 sao vào mặt xếp. 1 thì bấm M hay là ột? Chí giữa nha, chí giữa chữ M nha, bạn nhiều nha. Dấu nặng. Rồi ok. Nói chung là người nào donate sao thì người đấy có tiếng nói. Mình cũng phải buộc phải theo rồi. Vì tiền. À chữ ôn là ôn là ôn là. Ôn là ôn. E21 rồi. Cờ Anh ST ui LB Huyền cướp rồi. À không, ăn cơm. Ok em Long à. Lớp Du. Ok anh em. Như thế là tôi cứ tính con Insigne là giá phôi đi nhá, nó cũng được 140. 140 sau thuế được 100. Còn Luxor thì tôi chả biết bán được bao nhiêu nhưng mà cũng phải được 300 chứ nhỉ, đúng không? 300 trừ thuế thì kinh tính rẻ là còn 200. Thêm 180 tỷ nữa. Úi giời ơi, tơ này của tôi ít nhất là được 500 tỷ. Đấy là tôi tính một cái loại tính vớ vẩn luôn đấy. Loại tính theo cái dạng phải học dốt toán đấy. Chứ còn học giỏi toán thì nó tính ngon hơn. Nhưng mà mình tính như là loại dốt toán đâu. Đấy, nó đã bú rồi. Tuyệt vời. Còn gì nói nữa. Ngày mai anh em thấy tôi vào nick này nha. Đừng có bất ngờ khi mà BB lại lên 1.000 tỷ. Hôm trước lên 1.000 tỷ rồi. Tiêu linh tinh nhăng quậy nó lại xuống còn 300. Đấy. Nhưng mà ngày mai nó lại lên 1.000. Nhưng mà anh em xem. Chơi game vui tính không? Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn.